nắng nóng gay gắt, hồ thủy điện thiếu nước trong khi nhu cầu phụ tải tăng cao. Nhằm đảm bảo việc cung cấp điện mùa nắng nóng năm 2023, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, Tổng công ty Đông Bắc về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2023. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo EVN đã báo cáo, trình bày về tình hình vận hành hệ thống điện từ đầu năm đến nay và nhận định về tình trạng vận hành trong thời gian sắp tới. Theo đó, việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng, tháng 5, tháng 6 và tháng 7 sẽ rất khó khăn. Đặc biệt, hệ thống điện miền Bắc phải đối mặt với tình trạng không đáp ứng được phụ tải đỉnh của hệ thống với công suất thiếu hụt lớn nhất khoảng từ 1.600 MW đến 4.900 MW. Đại diện PVN, TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã phát biểu cam kết tạo điều kiện tối đa để cung ứng than, khí cho phát điện nhằm đảm bảo cung cấp điện cho đất nước. Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, trong bất kỳ tình huống nào không để xảy ra thiếu điện sẽ xem xét xử lý cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm. Bộ trưởng yêu cầu EVN tập trung mọi nỗ lực trong vận hành hệ thống điện có giải pháp cấp bách. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hệ thống điện quốc gia phải được đảm bảo, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thiết yếu của đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân, tiết kiệm mọi chi phí để phục vụ nhu cầu nhiên liệu sơ cấp, phục vụ cho các nhà máy điện, khẩn trương đàm phán và huy động các nhà máy điện đã sẵn sàng phát điện, trong đó có các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp nhằm tăng công suất cho hệ thống điện, đẩy nhanh việc mua bán điện với các dự án nhập khẩu điện đã ký kết, thực hiện ngay việc phát động phong trào tiết kiệm điện trong toàn ngành, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các khách hàng sử dụng điện lớn cùng chung tay tiết kiệm điện. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tăng cường chỉ đạo, đôn đốc khắc phục sự cố và sớm đưa vào vận hành các tổ máy phát điện, đảm bảo vận hành tin cậy, ổn định các nhà máy điện do tập đoàn quản lý để đảm bảo cung cấp điện toàn hệ thống. Phối hợp chặt chẽ với EVN và các đơn vị liên quan về việc cung cấp khí, cung cấp than cho các nhà máy điện theo đúng kế hoạch cung cấp điện, vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2023 và thực hiện nghiêm túc hợp đồng mua bán khí, hợp đồng mua bán than đã ký giữa các bên, xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp, tăng cường khai thác, nhập khẩu, không để xảy ra việc thiếu khí, thiếu than cho sản xuất điện. Các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo cung cấp điện, hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị phát điện hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khẩn trương đưa vào vận hành.